và đây thì sau khi mà nó tải được một cái lượng nào đó sau đó thì tức là đây thực ra là nó đã download xong thì nó sẽ báo nó yêu cầu mình nhập cái password vào để nó bắt đầu cài đặt này các bạn nhập pass vào nhé đấy thì sau đó nó bắt đầu thực hiện cái việc cài đặt cho chúng ta bây giờ các bạn lại tiếp tục chờ một chút nữa để cho nó cài xong thì cài xong thì chúng ta sẽ test thử xem là cái công cụ ấy, nó có ok không thì thực ra là khi chúng ta đã cài thành công rồi ấy, thì lúc đó chúng ta sẽ hầu như không có vấn đề gì đối với cái công cụ visual studio này đâu đối với một số những cái phần mềm khác ấy, thì khi mà cái bản mới mà nó update à, tức là nó ra bản mới thì cái bản cũ thường có thể sẽ bị lỗi. Thế còn cái công cụ Visual Studio này thì mình đã thử cài trên rất nhiều máy khác nhau và cũng cài rất là nhiều lần rồi nhưng mà chưa có cái lần nào mà cài xong nó bị lỗi cả. Để cái trường hợp đấy rất là ít. đây thì trong này chúng ta có một số những cái lựa chọn khi mà lập trình thì tùy theo từng cái ngôn ngữ mà các bạn sẽ chọn những cái công cụ khác nhau. À, ví dụ như là chúng ta thực hiện những cái lập trình c c cộng lập trình uh, liên quan đến uh, swift chẳng hạn, đấy thì chúng ta thường là sẽ sử dụng cái thằng xcode tuy nhiên là một số máy mà không đủ dung lượng để cái xcode ấy thì các bạn có thể sử dụng những cái khác thay thế. ví dụ như là các bạn chỉ muốn đơn giản là lập trình nhẹ nhẹ đơn, đơn, CC công cộng cộng ạ à, thì chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ Visual Studio Code chẳng hạn. Rồi là khi mà các bạn muốn lập trình .NET ấy, thì chúng ta sẽ cài cái công cụ Visual Studio. Đó. Còn hình như là trong cái Xcode này nó chưa có support cái .NET hay sao? Mình cũng không nhớ rõ lắm. Và sau khi mà chúng ta chọn được ngôn ngữ, chúng chọn được công cụ thì chúng ta sẽ phải tiến hành học và các bạn cứ thực hành thật nhiều, sử dụng công cụ nhiều thì các bạn sẽ quen. Và ở đây ấy, mình thường sẽ hướng dẫn các bạn trên cái công cụ mà nó hiện đại nhất tại cái thời điểm mà các bạn cài đặt để sử dụng. Tại vì cái công cụ sau một thời gian nó sẽ cập nhật, nó sẽ trở nên lỗi thời. Đó cho nên là các bạn cứ chọn những cái phiên bản mới nhất. Còn nếu như các bạn học ở trường mà thấy những cái công cụ nó đã à, từ những cái thời Napoleon nào ấy thì à, chúng ta phải chấp nhận chúng ta sử dụng thôi, còn nếu mà được phép là cài mới thì các bạn nên cài mới. Đấy. Ví dụ như là chúng ta sử dụng những cái công cụ xịn ấy, chúng ta học chúng ta debug rất là dễ do à, nó support chúng ta tiết kiệm thời gian bằng cái việc là hỗ trợ những cái nhắc lệnh ấy. Chúng ta chỉ cần chọn, ấn tab, ấn enter thì nó ra. Bây giờ chúng ta lại sử dụng công cụ cùi bắp thì chúng ta sẽ phải gõ hết từ đầu đến cuối và như vậy thì rất là tốn thời gian nhưng mà được cái lợi của nó là những cái công cụ cũ ấy thì công cụ cũ nó có cái cho phép chúng ta gõ từ đầu đến cuối cho nên chúng ta sẽ nhớ nhưng cái nhược điểm của nó là tốn thời gian còn công cụ xịn mới thì nó sẽ giúp chúng ta tiết kiệm thời gian chúng ta không cần nhớ lại nhiều đó chúng ta chỉ nhớ mang máng và hiểu cái bản chất là à cái lệnh đấy là làm gì khi nào chúng ta dùng đấy chúng ta gọi nó ra thôi và cái quá trình cài này nó cũng tương đối là lâu đó các bạn nhìn thấy là từ nãy đến giờ nó mới cài được có mấy phần trăm cho nên là chúng ta sẽ phải tiếp tục chờ đợi nhé.